Chiều ngày 19 tháng 11, tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ động thổ cầu vượt kênh nối sông Đáy và Ninh Cơ, gói thầu đầu tiên của dự án cụm công trình kênh đào nối sông Đáy và Ninh Cơ thuộc dự án phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Đáng chú ý, dự án cụm công trình kênh đào có tổng mức đầu tư lên tới 107 triệu đô la Mỹ, trong đó có vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới là 78,74 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng của chính phủ là 28,45 triệu đô la Mỹ. Theo thông tin từ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật, đến thời điểm hiện nay, cụm công trình kênh nối Đáy Ninh Cơ đã hoàn thiện thủ tục, đủ điều kiện để động thổ xây dựng gói thầu. Cầu qua kênh nối Đáy Ninh Cơ tạo dấu mốc quan trọng làm tiền đề để triển khai thực hiện các gói thầu còn lại. Cầu vượt kênh nối Đáy Ninh Cơ thuộc dự án cụm công trình kênh đào nối sông Đáy và Ninh Cơ có trị giá hơn 184 tỷ đồng, nằm trên đường tỉnh 490C, được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép với tổng chiều dài hơn 2,2 km, chiều cao tĩnh không 15m. Liên danh trúng thầu dự án thành phần này là Tổng công ty Thăng Long, Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc, Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp công trình 757. Thời gian thực hiện gói thầu này là 445 ngày, tức 15 tháng. Còn dự án cụm công trình kênh đào có tổng mức đầu tư là 107 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới là 78,74 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng của chính phủ là 28,45 triệu đô la Mỹ. Dự kiến giữa năm 2022, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Sau khi hoàn thành, tuyến kênh này đáp ứng phương tiện thủy có trọng tải đến 2.000 tấn đẩy tải và 3.000 tấn giảm tải lưu thông. Tuyến kênh nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả của cụm công trình cải tạo luồng cửa Lạch Giang đã được đưa vào sử dụng năm 2016 để phương tiện thủy trọng tải lớn dễ dàng đi sâu vào các tuyến đường thủy trong đất liền như Ninh Bình, Ninh Phúc, thúc đẩy phát triển vận tải thủy tại khu vực.